Chương trình Ngày sách và văn hóa đọc vừa được Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu tổ chức, thu hút hơn 400 học sinh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tham gia. Tại chương trình, học sinh được tham gia những trò chơi đố vui có thưởng về sách, hoạt động trải nghiệm các ngành nghề trong sách, gặp gỡ, giao lưu với các tác giả, đọc sách miễn phí, mua sách khuyến mãi, viết chữ thư pháp. Dịp này, các em còn được Đại tá Vũ Ngọc Ảnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh, chia sẻ ký ức về đoàn tàu không số, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hơn 500 học sinh trường Trung học cơ sở Long Toàn, thành phố Bà Rịa đã tham gia chương trình Ngày sách và văn hóa đọc do Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Tại chương trình, các em được giới thiệu những đầu sách hay, sách hỗ trợ việc học tập, phát triển tâm sinh lý lứa tuổi. Nội dung chia sẻ được kết hợp với giao lưu, trò chơi đố vui có thưởng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn trường.